Từng tháng năm trôi qua chẳng thể nào hiểu ra vì sao năm xưa người vội bước đi. Còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng nguyên khắc sâu, bên chung dù nồng người thích khăn chen với ta. Vẫn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh, từ trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay. Buôn ba nơi phong trần phiêu bạt gió xưa, tận tâm can nỗi sầu bi như giang xa. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hỏi ấm về đây, chẳng hỏi thăm thế sao, một câu quan tâm nào thấy đâu. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên, trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa, chờ đợi tin ai. Huynh đệ ơi, anh sẽ quay về. Phương trời nào cuộc sống anh có ổn khó, nhân gian rộng lớn nước cờ anh từng bước đi, bàn biêu tâm tư vững tin anh thành công. Khi đông qua đi nhất định anh quay về, về đây nơi giữa cha mẹ già ngóng chờ. Kết thúc ngày tháng phiêu du về nơi chốn an yên, làm đau thâu đêm lưu dù cây cùng chi kỷ. Cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hỏi ấm về đây, chẳng hỏi thăm thế sao, một câu quan tâm nào thấy đâu. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên, trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa, chờ đợi tin ai. Cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hỏi ấm về đây, chẳng hỏi thăm thế sao, một câu quan tâm nào thấy đâu. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên, trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa, chờ đợi tin ai. Huynh đệ ơi, anh sẽ quay.